Vâng, mến chào tất cả các bác đã trở lại với chương trình giới thiệu review đồng hồ cổ đồ châu Âu. Hôm nay em có một chiếc đèn Tiffany rất là đẹp các bác nhé. Đây là đèn đến từ châu Âu. Chúng ta sẽ nhìn thấy với đường kính trao khoảng 60 cm, 560 cm các bác nhé, rất là đẹp. Đấy, và chúng ta nhìn thấy được gắn với nhau bởi những ô kính nhỏ. Vâng, đây là những mảnh kính người ta phun màu theo tỷ lệ nhất định, sau đó là nung lên các bác nhé. Đấy, tức là người ta pha trộn với nhau giữa thủy tinh và một chút màu nhựa để tạo ra những ánh sáng. Chúng ta sẽ nhìn thấy ánh sáng khác nhau khi qua ô đèn và ghép với nhau thủ công. Đấy, đèn này thì có chiều cao tổng thể là khoảng 1 mét. Đấy, tính từ đỉnh trao, tính từ đỉnh này, cái dây này này, xuống đến phần hết cuối cùng là 40 phân. Vậy cái này nó có hai tính năng. Nếu như nhà các bác là ở trần chung cư thì cái điểm mà ngắn thì chúng ta sẽ treo luôn vào cái móc này luôn. Đấy, các bác nhìn cho em nhé, nó thiết kế này, cái ống ren vặn của nó này rất là chắc chắn này. Còn nếu như các bác làm có trần thả thì chúng ta sẽ cho có cái ống dây dài thế này để em đang treo trên đây, nó có lắp của nó đây, dài khoảng hơn 1 mét đấy các bác nhá, dây xịn theo các bác nhá. Đấy, còn nếu chúng ta nhà chung cư hoặc không cái chỗ nào cần thiết chúng ta thì để móc vào này luôn thì nó đỡ bị thả dây dài. Còn chúng ta sẽ nhìn thấy cái dòng màu đỏ rất là đẹp các bác này. Đấy, nhà em chỉ còn một chiếc này duy nhất thôi các bác nhá, một chiếc duy nhất đèn này thôi. Đấy, rất là đẹp. Đây là em đang bật điện, chúng ta sẽ tắt đi, chúng ta sẽ nhìn thấy cái màu rất là sang, cực kỳ sang luôn. Vâng, chúng ta sẽ nhìn thấy những màu sắc này. Đấy, chúng ta nhìn chưa, khi em tắt toàn bộ điện đi chúng ta sẽ nhìn thấy cái màu của nó rất là đẹp, rất là quý phái. Đấy, nhìn xem rất là đẹp. Đấy, màu đỏ trên này, các bác nhìn cho em. Đấy, nhìn cho em nhé, tuyệt vời luôn các bác nhé. Đây, chúng ta để trong nhà nó rất là ấm cúng. Cái này là có hai tính năng, vừa treo xuôi vừa treo ngược. Nếu các bác nào cần quay ngửa lên trên trời thì chúng ta sẽ quay ngược lại, vì ở trong này nó có cả cái móc ngược để cho trường hợp mà các bác muốn sử dụng ngược trần. Đây này, đấy, nó có 3 dây. Đấy, còn đây là 4 bóng. Cái bóng này em đang sử dụng công suất hết sức bình thường. Nếu bác nào muốn công suất lớn hơn, chúng ta có thể thay cái bóng tròn lớn hơn thì ánh sáng sẽ ra hơn, giao diện rất nhiều. Còn đây là chúng ta đang để theo chế độ bình thường. Nó nhìn rất là đẹp các bác nhá, khẳng định là rất là đẹp luôn. Đấy, nhìn cho em, rất là quý phái luôn. Đấy, nếu chúng ta có một cái sảnh cầu thang này, chiếu nghỉ cầu thang này, hoặc ở một ban công này, hoặc là ở gian phòng bếp này, hoặc ở khu phòng khách các chung cư nhỏ nhỏ, những phòng gian phòng nhỏ này, hoặc là ở chỗ phòng thờ, một khu vực nào đấy chúng ta không muốn những cái bóng đèn tip hoặc là những cái bóng đèn khác thì chúng ta sử dụng đèn Tiffany là rất là ấm cúng, em khẳng định luôn, rất là ấm cúng các bác nha. Đấy, và nó rất là đẹp. Đấy, chúng ta sẽ nhìn thấy cái màu của nó. Đấy, rất là đẹp các bác nha. Đấy, nó sẽ nhìn cho em. Đấy, rất là đẹp. Đây là mình quay ngược sáng và khi chúng ta sẽ nhìn từ bên dưới lên. Đây, còn nếu mà đi xa một chút nữa chúng ta sẽ nhìn thấy cái vỉa ngang của nó này. Đấy, các bạn nhìn cho em cái vỉa ngang của nó, đúng không ạ? Đấy, rất là đẹp các bạn nhé. Đấy, và chiếc này thì giá rất hợp lý cho các bác thôi. Em bán giao lưu đến tất cả các bác và chỉ có 6 triệu đồng thôi các bác nhé. 6 triệu đồng cho chiếc đèn Tiffany như này. Đấy, 4 bóng. Đấy, trao và dây là của Mỹ rất đẹp các bác nhé. Đấy, chỉ có một chiếc này thôi. Còn mai cái nó về những cái mẫu trao khác thì em sẽ thông báo đến các bác, tức là nó vẫn có cái trụ 4 chéo như treo như thế này. Các bác có thể nhìn thấy là cái trụ treo 4 chân zin của Mỹ như thế này luôn. Hàng này còn nguyên ni lông các bác nhá. Đây này, cái ni lông của nó còn nguyên, em chưa bóc ra này, nó bảo vệ này. Đây này, đấy, cái ni lông thì chúng ta tháo ra nhé, nó làm giả cái đốt nến mà. Đây này, cái ni lông của nó còn nguyên này, em chưa tháo ra này. Đấy, các nhìn cho em nhé. Đấy, để nó bảo vệ này. Đấy, đây là còn ni lông nhá. Và em cam kết đây là cái chân trao đèn của cái này của Mỹ nhá. Đấy, nó này bằng đồng nhá các bác nhá. Đấy, rất là đẹp, để chúng ta nhìn cho em này, rất là đẹp sặc sỡ luôn. Đấy, nó cái chân này em sẽ về, tức là cái chân treo này sẽ về, nhưng nó chỉ khác cái là nó sẽ có những cái trao khác nhau, để mai khi nó sẽ là cái màu trao khác. Đấy, còn những nhà bác nào mà có trao rồi thì các bác có thể về thay đổi cho nó, thay đổi cái màu sắc đi cho nó đẹp các bác nhá. Đấy, đường kính trao nó khoảng 50 trao và chiều cao khoảng 1 mét. Còn nếu mà nhiều bác nào ngắn thì có thể treo từ đỉnh điểm này xuống nó khoảng tầm 40 phân thôi. Ok, bật điện lên, rất đẹp. Đấy, các bác nhìn cho em nhé. Kể cả cái này khi bật điện lên cũng đẹp rồi, vì nhiều cái trao là khi bật điện lên nó rất là xấu, nhưng trao này khi bật điện lên sáng hết như thế này, vâng, với ánh sáng bình thường này nó đã đẹp rồi. Các bác nhìn cho em nhé. Đấy, rất là đẹp sặc sỡ. Và chắc là chỉ có 6 triệu đồng thôi các bác nhé. Để bắt đầu đấy thì xin liên hệ giúp em theo số điện thoại trên màn ảnh nhé, 0928 538 538 các bác nhé. Rồi, xin cảm ơn các bác rất nhiều, xin hẹn gặp lại các bác trong những video tiếp theo.